Xin chào tất cả các bác đến với kênh Cao GBL Hoàng Mai. Đây là một siêu phẩm rất nhiều anh em ngóng đợi đây, 4732X. Nhân tiện cũng là em bỏ ra để kiểm tra sản phẩm xem có còn zin không. Thì đây là tất cả nội thất của 4732X các bác nha. Và rất nhiều cuộc gọi tới Cao GBL Hoàng Mai để biết được 4732X có đẹp thế nào, thì các bác liên hệ ngay cho Cao GBL Hoàng Mai nhá. Đẹp lắm. Đẹp chưa? Ba tép em cũng tháo ra luôn để các bác chiêm ngưỡng này. Còn nó đẹp như nào thì ngày nào clip nào cũng đẹp dã man, đẹp nhất người thì thôi, cái này thì tùy các bác nhá, đẹp thế nào các bác tự đánh giá giúp em nhá. Chứ còn bây giờ cứ bảo cái nào cũng dã man như cả nhân người nó mãi nó cũng chán, đúng không? Đây tình trạng này, trời ơi, nó cũng tệ nào mà đẹp hơn được nữa thôi. Đây phân tần của các bác nhé, tình trạng là đẹp dã man luôn. Clip nhanh hàng về, có cần quay lúc cái bác kia đi cho các bác cái chiêm ngưỡng. Wow, 3-4 khoang rồi. Hình như con này 4-5 khoang hay sao, không phải 3 khoang. Trời ơi, keo này, keo nó vẫn còn trắng nữa nha. Các bác để ý con nào mà keo người ta đánh dùng nhiều là keo nó vàng ngay. Lại là 3 khoang rồi. Ui, lại 4 khoang rồi. Quá đủ cho nha. Còn chiêm ngưỡng này, hãy liên lạc ngay để đỡ mất cơ hội. Đôi này còn thêm một đôi nữa chuẩn bị về, thì chưa biết tình trạng nó như thế nào, như theo như đầu kia nói chuyện là đẹp nhũn ngạn, nghĩa ngạn luôn, thì không biết thế nào. Những đôi này tạm thời là đẹp dã man luôn này nha. Đấy, mở côn. Zin đẹp nha. Đấy, bao ngày ngóng chợ đợi bây giờ chả mấy khi mà có một đôi đẹp như vậy đâu. Nên bác nào mà có yêu cầu phải liên hệ ngay lập tức nhá. Clip này khi trôi qua chắc em nghĩ là nó cũng chỉ phút 1, không đến phút 2 đâu. Thank you các bác rất nhiều. Một lần nữa Cao GBL Hoàng Mai xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi clip. Và bác nào chưa đăng ký kênh hãy nhấn nút đăng ký kênh Cao GBL Hoàng Mai. Và các bác thấy trước một cái đẹp sững sờ này, các bác nhớ cho em Cao xin một like. Nhớ nhá, nhớ cho em Cao 18 tuổi xin một like. Thank you các bác rất nhiều.